Ngày hôm qua 7 tháng 12, Bộ Y tế ban hành quyết định 5619, hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng. Hướng dẫn nêu rõ, người lao động, bán hàng và khách không đến khu dịch vụ nếu có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà. Người dân đi đến khu vực trên cần luôn thực hiện thông điệp 5K, trong đó lưu ý đeo khẩu trang đúng cách và thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định, hạn chế tiếp xúc với người khác, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc sát khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn. Ngoài ra, người dân cần thông báo ngay cho cán bộ phụ trách phòng chống dịch tại khu dịch vụ nếu bản thân hoặc người lao động làm việc, người bán hàng, khách hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, khó thở, sốt. Người lao động làm việc, người bán hàng phải được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, ký cam kết thực hiện công tác về phòng chống dịch bệnh COVID-19, thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh một tuần một lần. Bộ Y tế quy định khu vực chế biến thực phẩm phải có nơi rửa tay, đủ nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định. Khu vực ăn uống phải đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng, có nơi rửa tay, có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, có đủ bàn ghế và đảm bảo khoảng cách giữa các khách hàng theo quy định, có thể xếp ngồi so le hoặc đặt vách ngăn giữa các khách hàng. Có đủ dụng cụ ăn uống bảo đảm riêng biệt cho từng khách hàng và được vệ sinh sạch sẽ. Có đủ thùng đựng rác có nắp đậy và có lót túi, có biển 5K về phòng chống dịch, hướng dẫn khách hàng rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.